Rất là vui mừng được gặp lại tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Tiki Audio. Ngày hôm nay thì rất là vui mừng cho em, rất là vinh dự cho em được có mặt ở đây, giới thiệu review cho các bác một sản phẩm loa xúc điện Bass 30 với model là VK560 Plus. Đây là phiên bản xúc điện cao cấp nhất hiện tại đang có mặt trong showroom của Tiki Audio, và một cái sản phẩm của một cái thương hiệu nổi tiếng với tất cả những cái tính năng cũng như là những cái chất liệu cấu tạo nên một cái sản phẩm cao cấp như thế này, thì đang cho chúng ta hình dung một cái sản phẩm trước mắt của chúng ta như thế này. Chúng ta có thể thấy được cái sự hài hòa trong cái ngôn ngữ thiết kế cũng như là một cái sự bóng bẩy. Với mức giá 7 triệu đồng, Tiki Audio sẵn sàng phân phối cho các bác, và rất là hạnh vinh dự cho các bác phân phối cho các bác một cái sản phẩm cực kỳ chất như thế này. Đây không chỉ là một chiếc loa, mà đây còn là một cái sản phẩm, một cái vật phẩm để chúng ta trang trí trong cái phòng khách của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được tất cả các cái đường nét cũng như là cái cách thiết kế cấu tạo nên một cái sản phẩm đều có một cái sự hoàn mỹ, cực kỳ chất. Từ chất liệu cấu tạo lên vỏ thùng cũng như là cái cách phối màu, rồi cái công nghệ sơn cũng như là công nghệ làm nên khung xương, rồi màng loa, rồi gân loa, thì chúng ta có thể thấy rất là đẹp, rất là ăn song với nhau nha các bác. Vâng, và giới thiệu thêm cho các bác một chút về cái phiên bản này. Như chúng ta đang thấy đây thì đối với phiên bản này thì sở hữu một cái chiều cao là 47 cm, sâu 41 và rộng 40. Được thiết kế đây như các bác đang thấy đây, đây chính là cái khung xương của nó. Đây là khung xương đúc bằng gang nha các bác. Được sơn một cái lớp sơn sần, sơn tính điện, chống xước, rất là khỏe khoắn. Và bên trong của nó là 8 xương. Khung của nó có 8 xương. Nó sẽ giúp mà ghim cố định cái bề mặt của loa, khiến cho cái màng loa nó dao động trong một cái tần suất rất là lớn, mà nó sẽ không để lại một tiếng ù hay là tiếng gì cả. Và đặc biệt là với cái công nghệ màng loa bằng gân loa bằng cao su như thế này, thì đặc biệt nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm cực kỳ sâu. Nó sẽ giải quyết tốt tất cả những cái giải chậm, cái giải tần mà xuống cực kỳ sâu, cực kỳ thấp. Và đối với cái gân loa cao su như thế này thì chúng ta có thể chơi nghe nhạc trong một cái âm lượng, mức âm lượng cực kỳ bé. Khi đấy thì cái tần suất, những cái nước dao động, cái sự dao động của màng loa đối với gân loa và màng loa thì nó sẽ không cần thiết phải nhiều lực, không cần thiết phải dùng nhiều công suất. Cái sự rung động của cái gân cao su nó vẫn đạt được ở một cái mức vừa đủ để đưa cho chúng ta những cái giải trầm cực kỳ sâu lắng và mềm, cực kỳ mềm mại. Vâng, màng loa thì đây chính là màng polyplat. Chúng ta có thể thấy được thiết kế những cái vân sóng như thế này, khuếch tán âm thanh và phun sơn phủ rất là mịn, cực kỳ mịn. Chúng ta có thể thấy đường nét siêu nét luôn các bác nhé. Mặt trước được sơn đen nano, còn mặt trên của nó hoàn toàn là bằng màu vân gỗ này. Các bác có thể thấy đây không phải là gỗ bóng, nó hơi tương đối bóng thôi, nó lì, nhưng mà khi có ánh đèn vào thì nó cũng có một cái độ bóng nhất định. Và tấm ê căng đây, chúng ta cách thiết kế tấm ê căng chúng ta cũng có thể thấy được nó đồng điệu, nó trông nó rất là quý phái, điệu đà. Đây các bác có thể thấy. Và cái tác dụng của tấm ê căn này thì ngoài chức năng là ngăn bụi xâm nhập vào màng loa, gân loa, thì nó còn có một chức năng nữa là lọc âm. Nó sẽ lọc đi những cái chất âm mà nó không phù hợp. Khi đến tai của chúng ta sẽ được nghe một cái chất liệu âm nhạc nó sạch hơn. Và bên dưới được trang bị 4 cái chân như thế này. Và chân này là chân đế thông minh nha các bác. Chúng ta có thể vặn gen và nó sẽ đẩy cao lên. Và phiên bản này thì lỗ thông hơi nó nằm ở dưới. Chính vì vậy khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta để ý cho chúng em một chút là ta sẽ vặn cái chân như thế này, vặn cao lên để cách mặt đất khoảng tầm 3 cm, 4 cm, thì nó sẽ có không gian để cho áp suất hơi nó đẩy ra, thì chúng ta sẽ nghe được một cái tiếng bass nó mạnh mẽ và nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Nó sẽ không bị cái tình trạng là ồng ọc Và công suất của phiên bản VK560 Plus này đưa ra là 500W nha các bác. Thì trong những cái không gian khoảng 40 m² thì chúng ta chơi thoải mái. Đặc biệt cái phiên bản này là không phải là phiên bản bạo lực, nhưng với cái công suất sản sinh ra một cái công suất là đến 500W thì chúng ta có thể hiểu được những cái chất âm nó đưa ra, những cái giải tần thấp nó đưa ra thì không những mạnh mẽ uy lực mà nó còn cực kỳ chi tiết, cực kỳ nghe nó cực kỳ chất. Cái tiếng nhạc của nó là tiếng nhạc đẹp chứ không phải tiếng nhạc mạnh. Và phiên bản này thì Tiki Audio đang phân phối ra thị trường với mức giá là 7 triệu đồng. Các bác có nhu cầu mua thì có thể qua cửa hàng bên em tại địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, trải nghiệm thực tế cho các bác chiêm ngưỡng luôn vẻ bề ngoài và cũng như chất âm của nó cực kỳ hoàn hảo. Thì chúng ta sẽ cân đối và sẽ có một quyết định mua sắm cho mình, sở hữu cho mình một cái sản phẩm chất cực chất như thế này. Và sau đây thì em sẽ bật to volume lên và cho các bác nghe và xem cái sự thể hiện của chiếc loa siêu trầm 560 Plus. Cỏ trên đầu người ta muốn thiệt là motherfucker.